thưa bác, tiếp theo là các câu hỏi của Phật gia Nguyễn Minh Quang, cư ngụ tại Bến Tre, có nhờ con hỏi giúp ạ. Câu số 1, thưa bác, tại sao nói tam giới vô an ạ? Tam giới là trên đất này, rồi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nào nó cũng quy luật theo nhân quả luân hồi. Theo quy luật nhân quả luân hồi thì làm sao an được? Mà trong cái này nó phải hỏi đúng cái câu này, tam giới vô an, du như quả trạch. Có nghĩa là tam giới, dục giới, sắc giới và giới sắc giống như trong nhà lửa. Trong nhà lửa thì là nó phải sanh lão bệnh tử, nó đi theo cái chu kỳ của nó. Thấy không? Là sanh bệnh lão tử. Trái đất này bây giờ nói thiệt á, giờ anh giàu cỡ nào á, anh có bệnh không? Cũng phải bệnh. Thấy không? Mà bệnh là khổ không? Chứ không phải tôi làm vua thuốc bệnh, không có chuyện đó đâu. Thấy không? Thành ra quả trạch ở đây là gì? Là thiêu đốt, lửa, lửa thiêu đốt. Lửa thiêu đốt là gì? Lửa vô thường. Lửa vô thường này là đốt con người liên tục để cho đi theo cái đợt, cái chu kỳ thành trụ và diệt, sanh già bệnh chết. Sanh mới vừa la ra cũng la sùm rồi, sống đây thiếu cồm thiếu gạo cũng chửi sùm rồi, chết trước khi chết sao cũng chửi sùm rồi. Thấy không? Nó kẹt đó. Bởi vì tam giới vô an, du như ở trong nhà lửa, nó đi quay rồi. Vì thế mà Đức Phật mới chủ trương vậy, muốn khỏi đi ra cái tam giới này phải đi chạy ra ngoài để về một giới á. Mang một kim thân Phật nó không có cái này, còn mang tứ đại hoặc mà mang thân điện từ âm dương nó phải đột, không cách nào thoát được hết. Mà duy nhất đạo Phật mới có nói câu là tam giới vô an, du như quả trạch thôi. Còn tất cả tôn giáo không nói cái câu này, tôn giáo khác không biết cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn.